Yo, xin chào tất cả mọi người. Mình là Lão Gió đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm bản OB7 của Free Fire. Thì đầu tiên là cái giao diện mình vừa mới vô game. Cái gì đây? Mua thẻ vô cực để sở hữu trang phục đồng nhất. Trang phục gì mà đẹp vậy mọi người? Uầy, lễ hội hoa anh đào luôn. Có phải cái này không ta? Đâu đâu cái chỗ đâu nhở? Đâu mua cái gì để được cái trang phục kimono đây ra? Không phải. Ôi, dù hoa anh đào luôn này. Ô, cái này của con trai mà. Cái này là cái gì? Ba lô à? Ba lô ba à? Cái này là cái gì đây? Mở mua thẻ vô cực để mở khóa đặc quyền. Cái này là cái gì? Ui đẹp chứ nhở, có cả tóc luôn anh em ạ, có cả tóc luôn này. Còn cái này là cái gì đây? Ơ, đồ con gái đâu? À đây 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 đây, em nhìn này, phê chưa? Ui ui, gì này? Ô, sao cái áo này bị rách một nửa? What the hell? Ui, làm nào để có cái này được nhở? Mình sẽ xem nào. Ui nó bắt đầu từ đây này. À, 5 hoa anh đào, 10 hoa anh đào. Chắc là mở khóa à hay như nào? Cái gì thế này? Tăng cấp 400 kim cương. Mở khóa nhiệm vụ đặc biệt. Tên hiển thị đặc biệt khi hạ gục kẻ thù và rất nhiều quyền lợi khác. Nghĩa là như nào? Nghĩa là mua thẻ vô cực không được à? Căng nhờ. Mình cũng chưa hiểu cái này nó lắm anh em ạ. Cái gì này? À, cái hoa anh đào này là tích lũy à? Tích lũy 5 phút chơi game 1 này, tích lũy 10 phút chơi game 1 này, 20 phút, 40 phút, 80 phút. Ok. Có 5 cái để nhận. Cao cấp thì phải mua thẻ vô cực để mở khóa. Tới luôn phát xem nào. Ôi mẹ, 400 kim cương anh em ạ. Cựu binh là cái gì đây? Bước vào chuỗi thử thách khi thu đập đủ 10 huân chương. Ôi, bộ này ngon thế. Em ơi, mình cùng ngắm lại bộ này nhá. Ui. Quần Kids Today cái gì đây? Ôi, áo kimono này. Ngon chưa? Rồi, ok. Cái đầu tiên là thế. Cái thứ hai là nhân vật mới. Maximum. Maximum phải không ta? Maxim à? Ừ, Maxim thôi. Thì cái nhân vật này hiện tại đang bán với giá là bao nhiêu ta? 399 kim cương. 399 kim cương mọi người à? Đờ mờ thôi anh em ơi. Dừng, dừng, dừng mua bằng kim cương. Thì anh em để kim cương để mua cái thẻ vô cực kia thì hợp lý hơn. Còn kiểu gì thì nó cũng vài hôm nữa là nó bán bằng vàng thôi. Nên là anh em đừng có đầu tư làm gì cho nó mệt. Cái này cái gì đây? Máy quét. Hiển thị số người chơi còn lại trên máy bay và người chơi gần đó khi nhảy dù. Ê, bọn này bắt đầu gian lận khi chơi game à? Hơ, đều nhờ. Thế này thì ôi, nghĩa là khi nhảy dù xuống cũng hiển thị luôn. Thế này thì mấy anh hùng núp lại ngon rồi. Khổ nó khổ rồi. Thanh niên maximum này thì màu trắng, tóc màu trắng luôn. Ôi cái gì này? Điệu 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 gì đấy? Điệu gì đấy? Mua mua vẫn dẻo kinh thế. Ok, nói chung là mình vẫn thích Misa nhất. Thì đấy là hai cái đặc biệt trong cái bản này. Mình sẽ cùng khám phá thêm nhá. Cái này thì chỉ là tích lũy đăng nhập thôi. Mừng phiên bản mới. À, được tặng luôn hai cái máy quét và một cái áo Free Fire màu xanh. Rồi, thì đầu tiên là cái giao diện trước. À, tuyệt vời. Nói chung là cái giao diện mới này tuyệt vời, không để chê vào đâu được. Đây là cái này là biểu tượng hoa anh đào này, cái gì lễ hội hoa anh đào này. Còn bên này là cái gì đây? À, bên này là đấu à? Bên này là đấu xếp hạng. Ơ, thế chữ đấu đâu? Ơ, hình như là cái chế độ xếp hạng đang tạm khóa thì phải. À, nó còn có cả biểu tượng ở đây, xong lại còn một bó súng ở đây. À, đẹp. Còn cái này là cái gì đây?
Cái này là nạp kim cương lần đầu. Chỉ là nạp kim cương thôi. Ok. Thì cái giao diện nó đã khác rồi. Cái này là cái gì? À, cái này là chọn team này. Cái này là đấu thường này. À, cái này là chọn chế độ. Đảo thiên đường. Hiện tại thì cái đảo thiên đường nó chỉ mở cửa từ 18 giờ đến 23 giờ 59 thôi. Nghĩa là cũng như các cái chế độ chơi như kiểu là đường đua tử thần hay là tốc chiến gì vậy. Thì cái này là cái gì đây? Cái này là nhiệm vụ à? Cái này là cái gì? Cái này là sự kiện à? Cái này là cái gì? Cái này là quân đoàn à? Còn cái này chắc là xếp hạng. Ok. Thì cái này giao diện này. Ôi, ôi, ôi. À, nghĩa là mọi người chọn chế độ ở trên đây. Đó, xong rồi chọn kiểu chơi. Đó, xong rồi ấn chữ bắt đầu bên dưới này. Và chỗ này là chọn phụ kiện. Được, mình sẽ chọn máy quét. Ok. Cái này là nhân vật nè. Nhân vật thì vẫn như cũ thôi. Còn tủ đồ. Tủ đồ thì cũng vẫn như cũ thôi. Không có gì khác biệt cả. Sưu tập. À, cái sưu tập này khác rồi này. Đây, được thay đổi ở những cái diềm diềm bên dưới này. Những cái ngọn lửa bên dưới này nó khác đi một xíu rồi. Rồi. Dù gì này. Cái giao diện về dù. Dù cũng khác luôn. Cái dù gì này. Dù song tử. Ai à, ai à, ai à. Dù mới nha mọi người. Dù mới. Mình thề là kiểu gì nạp tiền lần đầu tiên trong tháng sau cũng những cái dù này cho xem. Ván lướt. Ván lướt anh đào này. Ván lướt họa sĩ. Họa sĩ thì đẹp hơn. Mình nghĩ là đẹp hơn. Rồi ok. Thì ngoài cái tủ đồ và cái giao diện ra, với lại cái nhân vật mới, cái nhiệm vụ mới, lễ hội hoa anh đào này, kiểu gì mình cũng xúc cho anh em xem. Thì cái này chắc chắn là chơi free thì cũng được thôi. Cái này đây này, mọi người nhìn này, một ngày là mọi người có thể chơi được 1 2 3 4 5, 5 cái, 5 cái hoa rồi. Thì 5 cái hoa thì một ngày là được, ngày đầu tiên được cái này. Ngày đầu à mà hình như là phải cái bên dưới này phải mua thẻ vô cực thì phải hay sao ấy. Còn cái bên trên này mới là cái bên trên này đổi bằng cái gì đây? Chắc là đổi bằng cả hai cái này. Thì mình nghĩ là mua thẻ vô cực thì sẽ nhận thêm được cái bên dưới này. Còn nếu mà không mua thẻ vô cực thì chỉ nhận ở cái trên này thôi. Ui. Đẹp nhỉ anh em nhờ. Ôi ba lô mới luôn, tóc mới. Ui rồi ôi. Hút máu thế này thì có ai mà không hiến đâu cơ chứ lệ. Đây là bạn bè. Rồi ok thì cái tổng quan a nhấn vào cái bảng này vẫn được. Cái bảng này là bảng sự kiện anh em ạ. Người ta đã làm luôn cái bảng thông báo ở đây rồi. Nói chung là theo tổng quan của mình đánh giá thì phiên bản OV7 lần này còn đã có cực cực kỳ nhiều cải tiến rồi. Ok thì do cái gì nhở, đảo thiên đường đúng không? Đảo thiên đường nó chưa mở. Vậy nên là mình sẽ vào mình test cái gì nhở? Nãy mình vừa đọc vào cái đồng hồ gì nhở, mình quên mất rồi. Thì kệ mẹ nó đi, vào đấy tí mình ra mình đọc sau. Wait, lag 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 lag. Ở đây thì có thay đổi gì không ta? Ngoài ở cái đảo chờ này thì không có gì thay đổi cả anh em nha. Và không biết là còn nhảy ở trên cái lốp nhỉ. À, có một cái lốp méo. Đây rồi, có một cái lốp méo. Đây rồi, đây rồi. Cái khác biệt ở đảo chờ chính là cái này rồi. Nó có một cái lốp méo ở đây. À, hai cái, hai cái, hai cái. Bên kia cũng có một cái anh em ơi. Bên kia cũng có một cái luôn. Đây, chính là cái lốp méo. Nghĩa là một cái lốp xếp lệch từ một cái lốp. Và cái lốp trên bé cái lốp dưới. Hình như là nó đẩy đi theo hướng chỉ định như sau ấy. Đây. Đó. Kiểu này chắc lại bán nốt quả thận bên kia để mua cái thẻ vô cực rồi. Mình để mình tính xem nào. 20.000 là 100. Vậy là mình phải cần nạp vào. Đây, bây giờ nó hiện luôn cái tên người này, vẫn còn 49 người luôn này. Và một cái đặc biệt nữa là cái đường bay đã thay đổi giống y hệt PUBG rồi. Trời ơi cái gì thế này? Sao mà càng ngày càng thay đổi giống PUBG này? Cái đường bay này là đường bay của PUBG mà. Bây giờ nó hiện cả đường bay luôn này. Vẫn còn 24 người thì mình thích xuống thung lũng hơn nên là mình nhảy thôi. Đang quét luôn. Ui, quét luôn này. Chỉ hơi buồn là à có địch kìa.
Mình chỉ hơi buồn là cái lúc mà hiện tại thì mình đang chơi buổi chiều nên là mình không thử nghiệm luôn cho anh em xem được cái bản đảo thiên đường. Rồi đã thấy bắn nhau. Ôi tiếng súng khác. Mình nghe tiếng súng nhưng mà nó khác với cái tiếng. Ôi dồi. Ôi dồi. Cái gì thế này em ơi? Ồ, lác lác này, lác này. Mình không nhặt được đồ. Ôi lác quá. Pin có năm mấy mà sao lác vậy ta? Ôi ôi ôi. Vãi trưởng anh em ơi. Nhìn nhìn lại này. Mấy cái khẩu súng này thì nó đồ họa đã làm lên làm lại rồi. Nó đẹp hơn bình thường rồi. Và cái kiểu chạy cầm súng như này nó y cầu PUBG luôn trời ạ. Gì thế này? Sắp thành Free Fire PUBG rồi. Cái kiểu súng này là kiểu cầm súng của PUBG mà. Này. Em thấy không? Giống y hệt PUBG. Cái gì vậy trời? Đồ họa thì mình không chê vào đâu rồi. Nhưng mà sao cái kiểu cầm súng nó kiểu gì thế này? Mình không thích cái kiểu cầm súng này đâu. Má và khẩu súng ngang ngang dọc dọc này. Hãy trở lại phiên bản cũ đi. Ôi cái chảo nhìn thật hơn anh em ơi. Cái chảo nhìn to hơn người ngày xưa thì phải đúng không? Chảo nhìn to hơn đúng không? Lơ mơ lại vài em nữa lại. Ôi lát vậy. Thế này sao bắn nhau đây trời. Thì mình không biết là lag do game hay là lag do cái bản này nữa. Tại vì là ping của mình nó ở mức 44, 4 mấy thôi à. Nó không gọi là quá cao để mà đến mức hay do mình mới chơi lần đầu ta. Ok. Nói chung là về phần đồ họa thì mình không thể chê vào đâu được. Quá tuyệt vời. Mỗi tội là cái điệu. À mình bây giờ mình mới để ý này. Cái ôi ôi ôi. M500. M500 anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Màn đặc sắc nhất của cái phiên bản này là phiên bản M500. Cái lục M500 này. Đi phải bắn ở đâu, đâu đâu nhỉ? Ô, sao dạo này nhìn nó ôi, ôi ôi ôi, gì này? Bơm máu cũng quấn như thật luôn. Thế không trích kim à? Ô. Mình tưởng là phải trích kim chứ nhở? Học thì phải học cho bằng hết chứ. Sao lại chừa cái điệu trích kim đi rồi? Cái điệu đấy là cái điệu trong mình biết được trong PUBG. Nó cũng quay 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 xong rồi trích kim. Đâu rồi? Thằng ôn nãy đây rồi. Đâu ta? Ủa. Cái gì này? Ô. What the fuck? Sụt phát. Tự dưng sao mà kỳ vậy ta? Mình vẫn chưa chưa hiểu cái gì xảy ra lắm anh em ạ. Sao giờ tự dưng đang 200 máu sụt phát bùng phát xuống không vậy? Kỳ cục quá. Chắc là do mình vừa mới trải nghiệm lần đầu nên là nó chưa quen với cái việc bắn cho lắm. Mình cảm giác là bắn nó cứ ngượng ngượng cái gì ấy. Không biết anh em thế nào chứ sao mình thấy ngượng ngượng vậy ta? Mà cái thu thập đâu rồi? Rõ ràng ở à đây tích lũy 5 phút chơi game. Ok, mình sẽ chơi phát nữa cho nó đỡ gọi là phí cuộc đời. Nhưng mà sao mình cảm giác nó kiểu gì vậy ta? Điều khiển nó cực kỳ ngượng luôn á. Hay là do mình nghĩ là do mình vừa chơi thôi. Trời ơi, cái gì thế này? Lát rồi, lát rồi, lát rồi. Này không ổn rồi. Sao mà hôm nay mình điều khiển mình cảm giác ui, nó ngượng, ngượng, ngượng ấy. Ôi mẹ ơi. Cái con này mà cái quần bò xong đi cái boss này nhìn kinh vậy. Chắc mình phải xem xét lại thôi. Hay do mình cài đặt từ bản trước ta? Mình rõ ràng mình thấy nó bắn toàn xịt không mà tự dưng đủ phát chết. Cạn lời.
Không biết là mọi người chơi có bị lag như mình không? Ok, nhận được mấy quest luôn rồi. Thì cái điểm này chính là cái điểm mà bắt đầu được phép nhảy dù. Máy bay bây giờ nó mới vào đường bay chính này. Vào, rồi đi. Thì mình vẫn hơi hơi ngượng ngượng sao thế nhở? Bực rồi đấy. Mình thề luôn là mình vẫn còn chưa quen với cái việc này. Ủa, đông thế sao chơi đây? Các bác tranh cái khu này đông thế là sao em chơi đây? Nhìn những cái xe và những cái mọi người có cảm giác như là cái màu của cái này nó bắt đầu nhạt dần đi không? Mình cảm giác là mình không cài đặt gì hết nha, vẫn như lúc đầu thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao nó nhạt thế nhỉ? Mình nghe tiếng gì đâu ta? Ủa, làm gì mà căng thế? Cạn còn mở ra lời rồi em ơi. Mình không biết mình nên làm gì nữa cơ. Thật sự là mình cũng không biết làm gì nữa cơ. Mình cảm giác chơi nó khác hơn bình thường. Nó khác hơn rất nhiều so với cái phiên bản cũ luôn. Vừa ngượng tay rồi về hình ảnh rồi về đồ họa. Chắc là mình sẽ cần một thời gian để làm quen với cái này. Còn chưa được bắn khẩu súng M500 nữa. Cạn lời. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình định cố gắng đánh một vài trận nhưng mà mình cảm thấy không ổn một tẹo nào cả. Thì mình cần một thời gian để mình làm quen với cái phiên bản mới này đã. Rồi mình sẽ gặp lại mọi người sau trong những video lần sau nha. Nếu mà mọi người thấy cái video này hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.